Đàm Tùng Vận bị tình mới hãm hại, danh tiếng lẫn sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đàm Tùng Vận vướng vào thị phi vì tình mới khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Đàm Tùng Vận được biết đến là một trong những nữ diễn viên rất được yêu thích của Cbiz. Cô nàng nổi tiếng với những màn ăn gian tuổi cực mạnh ở Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, lấy danh nghĩa người nhà. Bên cạnh đó, diễn xuất của Đàm Tùng Vận cũng được đánh giá rất cao, thậm chí gần như đứng đầu lứa truyền X của Cbiz. Cách đây không lâu, Đàm Tùng Vận đã nhận lời tham gia bộ phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao đóng cùng Hứa Khải. Phim quay chưa được bao lâu, nàng Tiểu Hoa đã vướng vô số ồn ào vì bị fan của tình mới hại. Mới đây, người hâm mộ Hứa Khải đã lên tiếng tố Đàm Tùng Vận không kính nghiệp, khiến đoàn phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, các fan của Hứa Khải cho biết Đàm Tùng Vận không có mặt trong đoàn làm phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao suốt nửa tháng. Phim khai máy được 27 ngày thì cô nàng đã xin nghỉ 16 ngày. Trong thời gian Đàm Tùng Vận nghỉ, Hứa Khải đã phải diễn cùng thế thân của cô nàng. Thậm chí có người đưa ra thông tin cho biết Đàm Tùng Vận không có mặt ở đoàn phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao là để quay bổ sung cho dự án Tạm Biệt Lý Khả Nhạc. Sau khi tin tức này được đưa ra, fan của Hứa Khải và người hâm mộ Đàm Tùng Vận đã chiến nhau cực gắt. Các fan của nữ diễn viên cho rằng người hâm mộ Hứa Khải chỉ dựa vào một bình luận trên Tiểu Hồng Thư để mắng thần tượng mình là không đúng. Cư dân mạng cũng liên tục lên tiếng bảo vệ Đàm Tùng Vận. Kể từ khi vào nghề tối nay, đây là lần đầu tiên cô nàng vướng vào lùm xùm không kính nghiệp. Trước đó, các fan của Đàm Tùng Vận đã vô cùng phản đối việc thần tượng tham gia Em Đẹp Hơn Ánh Sao đóng cùng Hứa Khải. Địa vị của cô nàng rõ ràng cao hơn gà nhà Vũ Chính, nhưng lại bị xếp bình phiên. Về vấn đề diễn đất, trong phim còn chưa ngôi ngoài thì lại đến lùm xùm không kính nghiệp, dùng thế thân. Điều này khiến các fan của Đàm Tùng Vận càng ác cảm hơn với bộ phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao và Hứa Khải. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!